Hàng chục vị đại diện các tổ chức và hội đoàn của người Mỹ gốc Việt mới đây đã ký vào một lá thư gửi Phó Tổng thống Kamala Harris, trong đó kêu gọi bà nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới. Lá thư với chữ ký của 60 người gửi tới Nhà Trắng hôm 17 tháng 8 viết: "Là người Mỹ gốc Việt, chúng tôi hoan nghênh chính sách bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ của chính phủ Mỹ. Đây là dịp để Hoa Kỳ cùng đứng bên nhân dân Việt Nam và yêu cầu nhà nước Việt Nam tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch." Họ cũng bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ gia tăng số lượng vaccine tặng cho Việt Nam, nhưng nói rằng những nỗ lực như vậy phải được bảo đảm rằng việc tiêm chủng sẽ công bằng và minh bạch. Nước Mỹ mình đã cho Việt Nam rất là nhiều. Và Việt Nam rất là khẩn chúng ta, đặc biệt là ngay bây giờ, không những về vaccine còn về chống lại Trung Cộng nữa. Hy vọng rằng bà Harris sẽ hướng với Cộng sản Việt Nam và sẽ demand cái này. Tới nay, Mỹ là nước tài trợ nhiều nhất cho Việt Nam liên quan đến COVID-19, với gần 21 triệu đô la, 5 triệu liều vaccine Moderna cũng như các hỗ trợ kỹ thuật. Bà Harris sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26 tháng 8 trong chuyến thăm đầu tiên của bà tới khu vực trên cương vị Phó Tổng thống, Nhà Trắng cho biết. Theo phóng viên VOA Carla Babb, trong chuyến thăm Việt Nam tháng trước, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết rằng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nêu vấn đề nhân quyền trong các cuộc hội đàm với Chủ tịch, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam.